Bần, tên khác, hải đồng, bộ phận dùng, quả, vỏ, thân và cành. Công dụng, bần mới được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian. Lá bần, ở các nước Đông Dương cũ, lá bần giã nát với ít muối, đắp tại chỗ chữa vết thương bầm tím do đụng đập. Quả bần, ở Ấn Độ, quả bần được dùng làm thuốc đắp ngoài chữa bong gân xương tấy. Dịch ép lên men từ quả có tác dụng cầm máu. Ở Malaysia, quả già là thuốc diệt run, còn nước ép từ quả xanh dùng làm thuốc giảm ho. Ngoài ra, quả lúc còn xanh có vị chua, dùng tăng mùi vị cho bột cà ri. Còn lúc chín có mùi vị giống bơ, có thể ăn tươi hoặc nấu chín. Hoa bần. Ở Ấn Độ, dịch ép từ hoa là một thành phần trong bài thuốc chữa đái da máu.